Ngày lễ tình nhân Valentine 14 tháng 2 là dịp để các cặp đôi bày tỏ tình cảm và dành tặng cho nhau những món quà, những bó hoa tươi đặc biệt trong ngày ý nghĩa này. Cận kề ngày Valentine cũng là thời điểm thị trường hoa làm quà tặng bắt đầu sôi động hơn. Tại một số cửa hàng hoa trên địa bàn thành phố Hà Nội, thị trường hoa tươi ngày lễ tình nhân năm nay khá phong phú về chủng loại hoa trong nước và nhập khẩu. Năm nay, lễ tình nhân đúng vào ngày mùng 5 Tết nên giá tăng hơn so với ngày thường từ 10 đến 20%. Năm nay thì ngày lễ Valentine thì được vào ngày Tết. Nên là cái xu hướng bán cũng sẽ chậm hơn mà hoa cũng không có đắt. Đấy, cũng rẻ thôi. Hoa nhập khẩu cũng có nhưng mà nói chung là đa phần là hoa của Đà Lạt cũng rất là phong phú và đẹp. Năm nay kinh tế khó khăn nên hoa bó cũng được các cửa hàng bán với giá cả phải chăng từ 200.000 đến 500.000 đồng một bó. Hiện hoa hồng Đà Lạt có giá từ 15.000 đến 20.000 đồng một bông. Hoa hồng ngoại cũng rất được ưa chuộng bởi màu sắc tươi mới, dao động từ 100.000 đến 200.000 đồng một bông. Ngoài hoa tươi thì các cửa hàng còn có hoa sáp phục vụ nhu cầu của khách hàng. Theo thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội, trong 3 ngày từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 1 Tết Nguyên đán Giáp Thìn, thủ đô Hà Nội đã đón 187.000 lượt khách, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách du lịch quốc tế tăng trưởng mạnh, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu đến từ các nước Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ. Tổng thu từ khách du lịch đạt 725 tỷ đồng, tăng 32,9%. Theo Sở Du lịch Hà Nội, việc tổ chức chuỗi các hoạt động, sự kiện kéo dài xuyên qua Tết Nguyên đán đã làm cho du khách đến thủ đô được sống trong không khí Tết cổ truyền của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật khác còn tiếp tục kéo dài đến ngày mùng 5 Tết. Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh cho biết, kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán từ ngày mùng 8 đến 14 tháng 2 đem lại nhiều tín hiệu tích cực cho ngành du lịch trong năm nay. Số lượng khách quốc tế đến thành phố trong dịp này ước đạt khoảng 75.000 lượt, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2023. Khách tại các điểm du lịch và dịch vụ giải trí ước đạt khoảng 1,8 triệu lượt khách, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch dự kiến đạt khoảng trên 6.500 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2023. Đây cũng là sự tiếp sức mới cho sự phục hồi của ngành du lịch thành phố.